Chào mừng các bạn đã tới với kênh của Tử Lâm Game Mobile. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi là Journey Island, giống như là sống trên đảo hoang. Hai bên này bị khóa rồi, chúng ta không thể chọn được. Chọn cái bên chai nước này đây. Nhân vật của chúng ta đây rồi, ở trên đảo hoang mà nhìn có vẻ mập mạp ghê nhỉ, bụng này như bụng bia hay sao ấy chứ. Anh chàng này ngày một, mỗi ngày một mà quần áo đâu hết rồi. Thường người ta sẽ mặc một bộ đồ quần áo chứ, đây được cho một cái quần à, quần vẽ à. Đấy, cái công việc của chúng ta ở đây sẽ làm gì nào? Nước, cá, đồ ăn. Cái này thì coi chàng à, viết thư cứu, viết thư cầu cứu. Chơi lên đinh, ai tìm được sẽ phải cứu. Mà biết cái đảo này ở đâu đâu mà cứu. Đây, chuyện gì đây? Sao mà tôi tạp mấy cái chai rồi. 2, 3. Hết đồ rồi. À, đấy, 3 ký. Khi nào mấy cái thanh kia nó hiển thị đỏ đỏ yếu yếu là chúng ta sẽ phải đi bắt cá. À, đây là yếu này, đi dùng gỗ coi nè. Gỗ này làm gì ta? À, đây là gì? Chúng ta đang kết bè. Ngày năm hết nước rồi. Nước này đâu ra đây chứ? Có mưa cá. Chặt được một quả dừa. Buồn ngủ rồi, chúng ta sẽ phải đi ngủ thôi. Nghe cái tiếng ngủ ghê. 7 ngày chưa ngủ hay sao? Buồn ly, đau khỏe rồi. Đấy, ăn gì ghê hả? À? Mới đâu mà gần hết cả rồi. Đây, một con cá 6 ký. Có vẻ là rất to. Rồi bắt đầu ngày 8, nhanh dữ ta. Hình như một ngày chúng ta chỉ ăn được một chút. Chết, cơ mặt. Chúng dùng chỗ một cơ mặt kìa. Chọn này gặp nó tớp kìa. À, thế mình biết vậy thì cái công việc mỗi ngày chúng ta sẽ làm được một việc, nó sẽ qua ngày tiếp theo. Đấy, khi các cái thanh niên cái này đầy chúng ta sẽ phải lượm gỗ tiếp đi. Lượm tiếp. Ngày nào có nhiều hết rồi đấy. Lượm mấy chai nè. Không thấy. Cái này để làm bè hả ta? Ngày 10 coi có cái gì thiếu không? Nước rồi. Phải nước gần hết rồi. Mưa rồi, nước mưa luôn đi. Này coi như giống như là nước mưa rồi đó. Úi cha, 3 lít. Tha hồ mà uống. Ê, buồn ngủ rồi nè, buồn ngủ rồi nè, mệt mỏi rồi nè. Đi ngủ đi. Qua ngày 11, đến ngày 12. Đi lượm gỗ cái đi. Kết bè. Cái gì đây? Cái vỏ gì vậy ta? Chưa kịp biết. Lượm gỗ chỗ quá, nó nhanh qua mà. Đi ra, chắc là hết đoàn rồi. Đi được cả rồi. Công việc chỉ có suốt ngày. Ồ, ngày càng khó, nhanh dữ vậy. Cũng trúng được rồi. Cũng đi tạm. Sang ngày 14. Ngày đó mà đi thì thật lố. Làm cái bè thoát khỏi hòn đảo này. Chuẩn bị rồi anh em ơi, còn vài tháng nữa ta sẽ có cái bè. Kết thúc cái cuốn chiến dịch này đây. Ít là quên. Lâu nén phát rồi. Ít là ngày 16. Ồ, vòng vàng này rồi. Mấy ngày không ngủ. Có cái bạn nào mà gãy được như anh chàng này không? Chắc là không rồi đấy. Gãy gì dữ quá. Có chút ngày mưa dữ ta.
tiếp tục tìm đường thôi. Rồi, đợi cho mập đi hết chúng ta sẽ lượm thân gỗ cuối cùng. Ok, như vậy đã lượm xong thân cuối cùng trên cái bè. Nên là chúc mừng đã hoàn thành cái bè. Nó sẽ rời đảo. Ok, tiếp sinh tồn 30 ngày nhưng mà 17 ngày mình đã rời hòn đảo rồi. Ít ôi, nhìn anh ta giơ hai tay mừng chứ. Mà bè thì chỉ xuống đi chơi, ngồi trên đó mà đã vô vô khi nào cho nó đi. Thanh niên, chán rồi. À, các lợi dụng sức giỏ cho nó phải đi á. Ơi, vậy chúng ta đã hoàn thành rời khỏi cái hòn đảo hoang này. Cực kỳ hoang luôn, có một cây dừa. Xong, vậy là chúng ta đã hoàn thành trong cái cầu rim. À, sinh tồn đảo hoang. Ủa mà sao play again là sao ta có thể chơi tiếp nữa hả? Hay chơi lại gì đây? Ok, đang nhận được 26 đồng tiền. À, cái đồng tiền đó để mở cái mở khóa cái bên này đây, có thể có đốm lửa, chắc là chắc có lửa đồ đây, nhưng mà sao chưa mở được, chắc phải chơi 2-3 lần thì mới có đủ tiền để mua cái màn kia. Vậy thôi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một màn thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, các bạn hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh của mình thêm nhé. Chào các bạn.